Nếu hôm nay bạn xem một video 2 phút của mình, khoảng 20 câu bạn sẽ học được 40 từ vựng. Vậy nên bạn đừng rời đi vội, hãy kiên nhẫn xem hết 2 phút nhé. Chúc bạn học vui vẻ và hãy góp ý cho video tiếp theo của mình. I love reading books in my free time. Tôi thích đọc sách vào thời gian rảnh. My favorite hobby is painting. Sở thích yêu thích của tôi là vẽ tranh. I enjoy playing the guitar on weekends. Tôi thích chơi guitar vào cuối tuần. Cooking is a passion of mine. Nấu ăn là một đam mê của tôi. I like hiking in the mountains. Tôi thích leo núi trong những ngọn núi. Gardening helps me relax. Làm vườn giúp tôi thư giãn. I often go cycling in the park. Tôi thường đi xe đạp trong công viên. Photography allows me to capture memories. Nhiếp ảnh cho phép tôi lưu giữ những kỷ niệm. I am interested in learning new languages. Tôi quan tâm đến việc học các ngôn ngữ mới. I love playing video games with friends. Tôi thích chơi trò chơi điện tử với bạn bè. Watching movies is one of my favorite activities. Xem phim là một trong những hoạt động yêu thích của tôi. I enjoy knitting during the winter. Tôi thích đan len vào mùa đông. I have a passion for dancing. Tôi có đam mê với việc nhảy múa. Traveling is my ultimate dream. Du lịch là giấc mơ tối thượng của tôi. I like attending music concerts. Tôi thích tham dự các buổi hòa nhạc. Reading poetry is very enjoyable. Đọc thơ rất thú vị. I often volunteer at local charities. Tôi thường tình nguyện tại các tổ chức từ thiện địa phương. I love exploring new restaurants. Tôi thích khám phá các nhà hàng mới. Hiking is a great way to stay fit. Leo núi là cách tuyệt vời để giữ sức khỏe. I have a collection of stamps. Tôi có một bộ sưu tập tem. I enjoy writing in my journal. Tôi thích viết nhật ký. I love watching documentaries. Tôi thích xem phim tài liệu. I am passionate about fitness. Tôi đam mê về thể dục. I enjoy attending art exhibitions. Tôi thích tham dự triển lãm nghệ thuật. I often participate in community events. Tôi thường tham gia các sự kiện cộng đồng. Playing chess is very stimulating. Chơi cờ vua rất kích thích tư duy. I like to meditate for relaxation. Tôi thích